Thưa quý vị, thưa các bạn, phần đầu của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tiết mục được nhiều thính giả yêu mến. Quý vị và các bạn thân mến, trải qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam, mảnh đất Nam Định luôn là nơi cư dân đông đúc, đóng góp nhiều sức người, sức của và có nhiều chiến công oanh liệt. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, trong những năm qua, Nam Định đã vượt qua những khó khăn, thách thức để từng bước vươn lên xây dựng quê hương ngày càng mạnh giàu. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng về thăm Nam Định để cảm nhận sự đổi mới của mảnh đất này qua bài Hương Đời, lời của soạn giả Ninh Hoài Long do nghệ sĩ ưu tú Phương Mây trình bày theo điệu Con Nhện Giang Mùng. Bao
Tiếp theo chúng ta cùng nghe bài Hội mùa thêm nhớ người thương, lời của soạn giả Nguyễn Thị Phượng, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Bình trình bày theo các điệu Ngâm Sổng và Luyện Tam Tầng. Thưa quý vị, thưa các bạn, nói đến hình ảnh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam nói chung và người phụ nữ ở Bắc Bộ nói riêng, chắc hẳn không thể thiếu được chiếc nón quai thao. Chiếc nón quai thao không chỉ là vật để che nắng che mưa mà dường như đã làm cho người phụ nữ Bắc Bộ trở nên duyên dáng, dịu dàng và e ấp hơn. Sau đây, chúng ta cùng cảm nhận vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua bài Chiếc nón quê hương, lời của soạn giả Quốc Anh, do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày theo điệu Chức Cẩm Hồi Văn.
trách bên nhà ai, ai đói. Sắc ấy, sắc tơ vàng thì ông ấy đưa nồng tầm. Anh thu chiều ấy bâng quăng non lá. Sau đây, chúng ta cùng chia sẻ sự vất vả của người nông dân qua bài Thóc vàng thấm giọt mồ hôi, lời của soạn giả Đỗ Liên Tiếp, do nghệ sĩ Mai Hương và tốp nữ trình bày theo điệu Sa Lệ Chênh.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Kính già già để lộc cho, lời của soạn giả Nguyễn Văn Tích, viết theo các điệu Du Con và Đào Liễu, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương thể hiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, nói đến những tiết mục viết về các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ cao cả nơi đầu sóng ngọn gió, giữ yên bờ cõi để nhân dân có được cuộc sống bình yên, chúng ta không thể không nói đến tiết mục được rất nhiều thính giả yêu mến, bài Hát từ vọng gác tiền tiêu, lời của soạn giả Triệu Đa do nghệ sĩ Xuân Tươi, nguyên diễn viên của đoàn chèo Vĩnh Phú, nay là đoàn nghệ thuật chèo Phú Thọ trình bày. Sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức tiết mục này.
xuân về biên giới, tưởng tới quê nhà non hùng lộng gió dáng đứng ông cha. Mấy độ xuân sang ban nở trăng nghi, vắng tiếng mẹ ru xoan ghẹo thiết tha. Hải trăng nghi tiếng dậy hồn non nước nghi, vang vọng tiền tiêu nhắn nhủ con sai, súng chắc vòng tay không rời nửa bước nghi. Quý thính giả vừa thưởng thức phần đầu của chương trình với một số tiết mục được nhiều thính giả yêu mến. Phần tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tiết mục do nghệ sĩ ưu tú Văn Trường thể hiện. Mẹ ơi, nắng ấm đã về trên quê ta rực rỡ,
hoa đào, hoa mai sắc thắm hồng tươi. Trẻ quay áo mới tíu tít tiếng cười, đi giữa hương xuân bao điều muốn nói. Tình mẹ, tình quê, tình xuân phơi phơi, khúc hát ân tình, sưởi ấm trái tim tôi. Từ trong lộc biết trôi non, én vui én liệng véo von hót chào. Còn nhớ năm ý nào Tết đến quê ta tươi thắm muôn hoa ý. Tình xuân tình mẹ bao la biển trời. Bao mùa xuân vui theo ý mẹ, Tết ông bà hái lộc nhà chùa. Tấm áo ý mới mẹ mua, áo mới mẹ mua, còn thơm mùi thương nhớ xíu xít đi tiếng con đi nói cười khóc. Xuân bên mẹ yêu thương đất trời hòa tan. Mẹ ơi tình mẹ bao la, mùa xuân xin gửi bài ca dân người. Dẫu đi muôn nẻo đường đời, vẫn thương tiếng mẹ ru hời tình xuân. Mỗi mùa đi qua. Mùa xuân tình mẹ, lời của soạn giả Mai Văn Lạng, viết theo điệu Luyện Năm Cung, nghệ sĩ ưu tú Văn Trường thể hiện. Sau đây, chúng ta cùng thưởng thức tiếp giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Văn Trường với bài Quê hương ơn Bác, lời của soạn giả Phạm Minh Tuấn, viết theo điệu Đường Trường Thu Không. Sông quê uốn khúc như cánh tay mềm, phù sa bồi đắp hương lúa hương sen. Cánh én trao nghiêng gọi mùa xuân đến, nhớ ơn người mang nó ấm cho quê hương. Quê nay nghe trong câu hát đi ý gọi lòng ta xây đắp
xây đắp mỹ tình người, cho cây đời nở hoa. Nay chắp mi cánh chim trời cho đời ấm no, tháng ni năm về xen cùng thơm ngát ni, ta luôn ni nhớ thời nhớ mãi công ơn người bác ni kính. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe bài Như Vẫn Có Em, lời của soạn giả Trần Luận, viết theo điệu Chinh Phụ. Hồi xưa là của hai ta, hồi nay vắng bóng em xa phương nào, người thương duyên ghé nơi đâu, lòng anh vẫn thấy dạt dào bóng em. Ơi con sông cầu nước vẫn chảy, ơi dòng nước như nói rằng anh đợi, dịu dàng như nước sông hồi lim mi đã sang, mà bóng bóng nàng bóng người anh yêu thương chúc sinh sao chẳng chung đường. Người anh thương nhớ duyên ghé đâu, ai nào biết để hội này vắng em. Người ơi anh vẫn tìm hình người luôn trong tim, người ơi anh vẫn mang mang mãi một bóng hình với lời thề tình. Sáng sông duyên tình mới, ta mãi nhớ mong thiết tha trong lòng, giọt sầu mình anh đong nỗi nhớ thương trong tim, giữ mãi một bóng hình bóng hình người ngoan. Dù em lỡ hẹn với hội làng, người anh thương nhớ duyên ghé đâu, ai nào biết để hội này vắng em. Người ơi anh vẫn tìm hình người luôn trong tim, người
người ơi anh vẫn mang mang mãi một bóng hình với lời thề tình mình dù em lỗi Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe bài Về Côn Sơn Xuân Nay, lời của soạn giả Khúc Hà Linh, nghệ sĩ ưu tú Văn Chương trình bày theo điệu Đường Trường Văn Thước. Đây đã tới Côn Sơn lịch sử, vì bút thông gieo lồng gió núi rừng, hoa cỏ thơm man mát dưới thung, đền Nguyễn Trãi uy nghi trong hương khói. Anh đưa em về Côn Sơn khi mùa xuân tới. Về cội nguồn tìm dấu ấn ngàn xưa, lòng gió trời mây trải bao nhiêu năm tháng, dù thiên nhiên ở nắng chẳng quên người. Ôi Côn Sơn mùa xuân nay đẹp thế, bán nguyệt hồ mặt nước đồng trời xuân, dân chùa hoa đài tần ngần tỏa hương bảo tần không gian bao đời. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe bài Câu Hát Quê Tôi, lời của soạn giả Hoàng Ngọc Mai, nghệ sĩ ưu tú Văn Chương trình bày theo điệu Sử Bằng. Vân Long ơi, hồn ai thả vào núi, mà núi xanh tươi thắm mượt mà. Ai đã thả câu thơ vào sông nước, mà dòng sông trong mát ngọc ngà. Dòng sông đó lụa là uốn lượn, như suối tóc em đẹp đến. Gặp mi em đi cười,
trôi nhẹ nhẹ đi. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Sử viết thêm dòng, lời của soạn giả Xuân Hanh do nghệ sĩ ưu tú Văn Chương và top nam nữ cùng trình bày theo điệu Sẩm Soan. Bằng đang vượt gió rẽ mây, bao chứng tích thủ đô đang dạn dày ngàn thùa. Hà Nội người nét son rực rỡ, ý bát dệt thành hoa nở giữa lòng xuân. Chắp cánh trang thơ nối vần câu hát. Câu hát trong ngần đất tiếng hát vang, hát vang cũng hát trong ngần đời ta ơn đảng. Tiếng hương trầm ngừng dân rộn rã bước chân. Ở đây nào nước xa gần, chung lòng chung ý, góp đi phần dựng xây đường. Chúng ta đi như em đây, như em theo bầy đường. Chúng ta đi như em đây, nỗi phòng hay lớn, nghĩa dày tình sâu sát cánh bên nhau. Sông sâu ta quý thính giả vừa thưởng thức một số tiết mục hát chèo, chương trình do biên tập viên Bảo Quyên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt. Cùng Mai Văn Lạc tám chuyện dân ca, chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca. Chương trình được phát sóng vào 11 giờ trưa Chủ nhật và 15 giờ 05 thứ ba hàng tuần trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9 giờ 05 thứ hai trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội.
Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc. Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua. Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 vào 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần. Hay truy cập Facebook fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện sẽ được trích phát sóng trong chương trình cùng Mai Văn Lạng tám chuyện dân ca hàng tuần. Và đừng quên trả lời câu hỏi trong tiểu mục Đố Vui để nhận được những món quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé. Cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc. Yêu nghệ thuật chèo toàn quốc lần thứ 8 sẽ chính thức khai mạc từ ngày 21 tháng 4 năm 2023 tại thành phố Cảng Hải Phòng. Khi cánh hoa phượng bắt đầu nở cháy đỏ trên nền trời xanh biếc, những cơn mưa xuân đang theo những cánh sóng ra với biển và những ánh nắng đầu hè bắt đầu làm nóng lên tinh thần dạo dực của những người yêu chèo trên khắp mọi miền Tổ quốc. Phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam và những hội nhóm yêu chèo hân hoan tổ chức giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc lần thứ 8 năm 2023. Chương trình lần này được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày 2 đến ngày 4 tháng 3 năm Quý Mão tại khu du lịch biển Đồ Sơn, đoàn An Điều Dưỡng 295, thành phố Hải Phòng. Chương trình diễn ra đúng dịp chào hè năm 2023, cũng là bắt đầu mùa du lịch của thành phố Hoa Phượng Đỏ bên bãi biển Đồ Sơn thơ mộng. Buổi khai mạc của giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc lần thứ 8 sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 20 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2023. Quý vị và các bạn yêu chèo có thể truy cập và tương tác vào trang Facebook Giao lưu chèo toàn quốc để biết thêm chi tiết và đăng ký tham gia. Giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc, nơi hội tụ đam mê